Thưa quý vị, ngày nay các bạn trẻ thường chạy theo những mẫu tóc rực rỡ, thời thượng. Nhưng đối với người xưa, mái tóc đen bóng chính là chuẩn mực của cái đẹp. Đối với những người bị bạc tóc sớm hay những người cao tuổi, họ thường dùng hà thủ ô để khắc phục tình trạng này. Theo đông y, hà thủ ô có chứa nhiều dưỡng chất khiến mái tóc đen tự nhiên. Thế nên trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại dầu gội được chiết xuất từ thảo dược này. Dẫu biết rằng theo quy luật của tự nhiên, càng về già thì tóc càng bạc, nhưng bà Minh, vợ ông Bình ở khu đô thị Time City Hà Nội vẫn luôn chăm chút cho chồng từ bữa ăn, giấc ngủ đến mái tóc khi đi ra ngoài. Vì theo bà, bất cứ ai cũng có nhu cầu làm đẹp cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, nhưng quan trọng phải biết tìm đến phương pháp làm đẹp an toàn. Nói về cái đẹp của con người thì các cụ có rất chú trọng đến cái răng và cái tóc, bởi vì nó là gốc của con người. Răng khớp khểnh thì trông cũng không được, và cái tóc cũng vậy. Tóc trẻ, tóc rối, tóc bù, tóc bạc đôi khi cũng làm mất cái lòng tin, mất cái tự tin của mình trong cuộc sống. Với riêng với tôi thì đầu cũng bạc rồi, có tuổi thì nó phải bạc, đấy là cái quy luật tự nhiên. Nhưng đôi khi trong cuộc sống hiện tại thời đại 4.0 này, các bà các mợ là diện ghê gớm, đầu tóc đẹp lắm, đen. Đôi khi mình đi cạnh bà vợ tóc đen là mình cảm thấy nó chênh lệch quá. Thế mình cũng phải nghĩ cách nào đó để mình cải thiện mái tóc của mình cho đẹp. Trong một lần tình cờ đọc được những thông tin trên Internet, dầu gội đen tóc bằng thảo dược thiên nhiên chiết xuất từ hà thủ ô, nhân sâm và chóc bách diệp, bà Minh đã mua về cho ông Bình dùng thử thì thấy tóc đen tự nhiên, mượt và không bị dính màu đen lên da đầu. Hương thơm thảo dược đặc biệt của sản phẩm rất tiện lợi, người dùng có thể tự gội đầu để làm đen tóc, xoa đều sau 20 phút tại nhà là đã có mái tóc đen óng mượt tự nhiên. Sau khi tôi sử dụng cái sản phẩm dầu gội đầu Tosmedi của công ty Covin, tôi cảm thấy là nó rất là dễ sử dụng. Dễ ở cái thứ nhất là nó bám nhanh. Cái thứ hai là người tự mình có thể là xử lý được trong những cái lúc vội vàng. Với dây chuyền sản xuất hiện đại tại công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantic, cùng với lợi thế về kinh doanh và chiết xuất dược liệu, sản phẩm dầu gội thảo dược đen tóc Tosmedi đều đạt các chỉ tiêu an toàn của các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Mặc dù sản phẩm Tosmedi mới phân phối ra thị trường nhưng đã nhận được sự phản hồi rất tốt từ phía khách hàng cũng như các hiệu thuốc trên cả nước. Nhà thuốc tôi lựa chọn sản phẩm dầu gội thảo dược đen tóc Tosmedi của công ty Covin để bán hàng cho khách là vì nó được sản xuất tại nhà máy uy tín, đó là công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantic, đã được Sở Y tế cấp phép lưu hành. Có những lợi ích như là nó chiết xuất từ thảo dược, gội đen tóc không đen da đầu, an toàn cho người dùng. Có thể thấy khi về già, các tế bào nang tóc dần chết đi mà các tế bào nang tóc lại mang sắc tố, làm cho các tế bào sắc tố ngày một ít đi và lượng melanin cũng theo đó mà giảm dần, làm cho tóc của những người có tuổi dần mất đi màu sắc vốn có của nó, trở nên bạc hay trắng. Để có một mái tóc đẹp thì trước tiên cần phải có chế độ ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm an toàn, thanh đạm, kết hợp tập thể thao, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về sản phẩm làm đẹp, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải đến các cơ sở uy tín để mua sản phẩm.